Ê Long ơi, đang làm gì mày? Đâu phiên anh Hải? Cái với nội luôn ấy, anh vừa ấn vô chữ xóa tài khoản mà ở trong phần cài đặt ấy. Gì hả anh Với nội cài chính mình bay luôn anh em mà, ảo ma cực kỳ luôn. Tính ra là dạo này mình thấy là mình cực kỳ đen luôn ấy. Kênh bé là Sima, kênh chính mình anh em thì bị khóa 7 ngày anh em ơi. Là mình đăng clip cho anh em xem không được ấy. Bây giờ mình qua kênh bé là mình đăng này. Thì bây giờ là cài mình coi như là bay luôn anh em ơi. Ảo ma cực kỳ luôn. Thì lúc đó là cái máy mình kiểu bị lag anh em, cho nên là mình ấn thì tự nhiên ấn nhầm vô anh em à. Ok, bây giờ thì nói chung là mình cũng không còn ạt để quay clip anh em ơi. Kênh chính thì cũng như thế, mình chịu luôn ấy. À, bây giờ mày còn tiền không cho anh mượn ít đi. Dạ còn chứ anh Hải. Mình sẽ đi mua một cái ạt mới anh em ơi. Mình mua mình dùng tạm thôi, để mình tìm một cái phương án nào đó cũng như là quay clip cho anh em xem, chứ cái này toan anh em ơi. Hello, lại là Sima đây anh em ơi. Sao từ nãy giờ đi tìm kiếm cũng như là mua ạt ấy, thì mình cũng đã mua được một cái ạt của thành viên trong quân đoàn mình anh em à. Thì ạt này là level 71 này, cũng như là 9006 like. Ui, cũng được anh em ơi. Thì sinh tồn xếp hạng tôi thấy là ganh kim cương 3 này, cũng như là tử chiến thì ganh huyền thoại 11 sao này anh em ơi. Ui, được lót thế nhỉ. Ok, thẻ bao da nha. Tổng hết luôn là có 6 mùa thẻ bao da là có mua nè anh em ơi. 3 mùa thẻ cực là gần đây là cũng có mua luôn này. Ok, Free Fire sống dai là ông nội. Ủa là trời áo ma vậy. Rồi để xem là phần nhẫn như nào nha anh em mi. À, nhẫn thì 2.08 này, cũng như là 28% tỷ lệ sọt và 9217 kill anh em à. Ui được đấy. Ok tử chiến nha anh em mi, 48% tỷ lệ sọt và 21290 kill. Ui căng đét và khét lần lẹt luôn anh em à. Rồi bây giờ là phần nhân vật nha, xem là có bao nhiêu nhân vật nha anh em mi. 1, 2 này, 3, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13 này anh em ơi, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 này, 19 này, 20, 21, 22 này, 23, 24 này, 25 này, 26 này, 27, 28 này, 29, 30. Ok, 31, 32 này, 33, 34 này, 35, 36, 37 này, 38 này, 39, 40, 41, 42 này, 43 này, 44 này, 45, 46 này, 47, 48 này, 49 này, 50, 51, 52 này, 53, 54, 55. Trời gũ là trời nhiều bấy nồi, tôi đếm mà méo cái mồm luôn á anh em mi. Rồi, bây giờ là phần bét nha, xem là có bao nhiêu con bét nha. 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13 này, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 này anh em mi, 19 này, 20. Tổng hết luôn là có 20 con bé bên trong này anh em à. Ui tôi thấy là như này cũng được ấy. À hôm nay tôi vẫn còn bị bệnh ấy, cho nên là anh em nhớ là chúc tôi là sống khỏi bệnh nha anh em ơi. Bây giờ là cho phần tú đồ nha. Ui tóc gốc cơ này anh em à. Ok tóc chiến thần phong cách này, cũng như là đồng ánh xanh nó lọn này anh em ơi. Nó được 4 màu luôn này. Ui ngầu lòi như con cá thò lòi luôn chứ còn gì nữa. Tóc trùng lam này, cũng như là tóc gô lục này, lôi nhện luôn này anh em ơi. Và ma búp bê này, samurai luôn này. Ui đầu ninja báo lửa nè anh em ơi, trời ngủ trời ngầu lòi luôn này. Thánh phòng nữa này, cũng như là CR7 nè anh em ơi. Ui thích cách kim long này và mũ là cái tím nữa này, gớm ghê ông nội. Từ từ để xem là có gì nữa nha anh em ơi. Đầu trang ngũ ngáo này, rồi xong hết luôn anh em ơi. Rồi bây giờ là phần áo nha, để xem là có gì nha. Ok đầu tiên chính là áo kim long nè anh em ơi. Ui mới vô mà có áo kim long là cảm thấy cực kỳ uy tín rồi đây. Tổng hết luôn là 503 cáo anh em à. Toàn những cáo mà gọi là cực kỳ xịn sò luôn ấy. Như kiểu áo nhạc sĩ này, cũng như là áo nhà thơ luôn nè anh em ơi. Gớm ghê ông nội. Quy áo 35 hay mang này, cũng như là áo dân chơi đường phố này. À, áo bông trắng này anh em ơi. Áo thổ quậy này, cũng như là áo trẻ trâu này. Quỷ kiếm nhà so là cũng có luôn nè anh em ơi. Với lại là áo kẻ phiêu lưu này. Ui cáo kẻ phiêu lưu này là cáo của Jet Free Fire mang anh em ơi, áo tủ luôn ấy. Nhớ anh em nào mà biết Jet Free Fire nhớ là comment phía dưới nha. 5 này anh em ơi, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Tổng hết luôn là có 9 cái áo đá banh bên trong này anh em à. Rồi hết rồi, bây giờ là phần quần nha anh em ơi. Tôi sẽ đi truy tìm mới là quần hồng thiên cũng như là quần thám hiểm để xem là có không nha anh em ơi. Ui hai quần mà phải nói là tôi cực kỳ mê luôn ấy, với lại là cực kỳ hiếm trong game Free Fire luôn anh em ơi. Quần trái châu này cũng như là quần phong cách stretch này đây. Một cái quần thám hiểm đầu tiên anh em ơi. Rồi xong, không có quần hồng thiên nam anh em à. Ok bây giờ là phần giày dép nha anh em ơi. Dép bông có vàng này, cũng như là bây giờ tôi sẽ đi truy tìm là giày siêu cơ của tôi anh em à, để xem là có không nha. Ui năn nỉ luôn ấy, có đi mà trời gũ luôn trời. Dép lào này, giày trái châu này,
về phong cách sạch chép nè anh em mày. Đây rồi trời ơi, vừa nhắc là có luôn anh em à. Dây đồng này cũng như là dây bạc nè anh em ơi. Rồi hết rồi, bây giờ là phần mắt kính với lại là mặt nạ nha, xem là có gì nha. Ui, mặt nạ ông già Noel nè anh em ơi. Được thứ nhì. Đồ quý nhà sofa care nữa này, váy nồi của cá mồi luôn. Đồ chó bắt nè anh em ơi, cũng như là đầu thỏ này. Quỷ kiếm nhà so nữa này. Được thứ nhì. Rồi, bây giờ là phần mặt nạ nam nha anh em ơi. 1 2 3 này, 4 5 6 này, 7 8 9 này, 10 11 12 13 14 15 này, 16 17 18 này, 19 này, 20 21 này, 22 23 24 này, 25 26 27 này. 27 cái mặt nạ nam bên trong này anh em à. Rồi, bây giờ xem là phần đồ full nha. Bộ đồ đua xe đầu tiên này cũng như là bộ đồ robot nè anh em ơi. Bộ đồ chiến thần này, gấu bất cực này, ui cũng lông bò sữa nè anh em ơi, ninja thần chết này, và cuối cùng chính là bộ đồ khủng long xanh anh em à. Ok, đồ dự trữ nha. Rồi xong 5 gói đồ, nhưng mà 5 gói đồ cùi bắp luôn ấy, vãi đồi thật sự luôn. Hành động nha anh em ơi, tổng hết luôn thấy là có 70 cái hành động ở trong này này. Ui vãi nồi toàn hành động mà gọi là cực kỳ xinh xò luôn. Ui có mấy cái hành động mà phải nói là cực kỳ đời xưa luôn anh em ơi, như hành động chống đẩy này. Vãi nồi gì, thì lần này tôi thấy là có 5 cái hành động ở trong sân chờ này anh em à. Này nói chung 5 cái là cũng khá là ngon rồi đấy. Rồi sưu tập nha anh em ơi, để xem là có gì mà gọi là ảo ma không nha. Đầu tiên tôi thấy là có 82 cái dù lượng này. Đây toàn những dù lượng mà gọi là ảo machina không nè anh em ơi, cực kỳ xịn luôn này. Cũng như là 109 cái ba lô này. Ui ba lô thoát hồng nè anh em ơi. Cũng như là ba lô thoát sấm sét này. Ui, ba lô heo, ba lô gồng đen các kiểu này. Cực kỳ xịn luôn anh em à. Thì lần này tôi thấy là có 80 cái hầm sát này. Ui hình như là cũng có hầm sát thánh phòng anh em ơi. Vãi nồi không có thiệt này. Cây tới nhì. Ok phần Sky Queen này tôi thấy là được hai cái này cũng khá là ổn anh em ơi. Hai cái này tôi thấy là cũng khá là ngon này. Sky Queen gồng sắt này. Cuối cùng nó chính là 100 cái món nước này anh em ơi, món nước màu đen cũng như là đô la các kiểu này. Ui xịn sò con bò luôn chứ còn gì nữa à. Rồi bây giờ là phần phương tiện nha anh em ơi. Thì đây chính là dàn siêu xe bên trong này nha. Ui dàn siêu xe này tôi thấy là cũng xịn sò con bò anh em à. Rồi bây giờ là phần thông tin nha anh em ơi. Đầu tiên là tôi thấy 261 cái avatar này cũng như là 378 cái nền anh em ơi. Rồi bây giờ là phần cuối cùng nha. Đây chính là một số băng vẽ là còn dư bên trong này này, với lại là 11 cục đá chế tác. Trời ơi trời ơi gì, với lại một cái hộp đá ma thuật còn dư nữa này anh em ơi. Đu căng đét luôn anh em à. Thì đây chính là một số hộp súng là còn dư bên trong này nè anh em ơi. Ui 39 hộp súng là của UMP luôn này, nhưng mà đã sở hữu rồi anh em ơi. Rồi hết rồi anh em à. Thì chắc có lẽ là tôi đã cho anh em xem xong đó là phần đồ nam của bên trong này rồi anh em ơi. Đấy nói chung là phần đồ nam thì tôi thấy là cũng uy tín phết anh em ơi. Thì bây giờ là phần đồ nữ nha, xem là có đồ gì mà gọi là ảo Machina Vinamilk không nha anh em ơi. Đây rồi đôi giày cuối cùng là tôi đã chuyển qua phần cho phần nữ rồi anh em ơi. Bây giờ xem là tủ đồ nữ là có gì nha. Ui đầu thiên sứ tình yêu này cũng như là phi vụ judo luôn nè anh em ơi. À thì bây giờ là đồ gì ngon á tôi sẽ ấn vô cho anh em xem, còn không ngon là tôi sẽ lướt qua nha anh em ơi. Vãi nồi tóc bao đờm bao kiếm chứ tóc bao đen, nhìn em nhìn nó xấu đau xấu đớn luôn ấy. Rồi bây giờ là phần áo nha. Ui áo của gùa đen nè anh em ơi, áo phi vụ judo nữa này, gớm ghê ông nội. Ui tính ra là phần đồ nữ tôi thấy là cũng không có đầu tư nhiều như là đồ nam anh em ơi. Áo sơ mi trắng này. Rồi xong lướt xíu là tới phần đồ free luôn rồi anh em à. Phần này chính là đồ đá banh này. Rồi hết rồi anh em ơi, bây giờ là phần quần nha. Tôi sẽ đi truy tìm là quần hồng thiên này cũng như là quần thám hiểm nữ anh em ơi, xem là có không nha. Ui vừa nhắc luôn là ra cái quần hồng thiên nữ luôn anh em à. Thứ gì mà chịu nổi. Đây có luôn là quần thám hiểm nữ anh em ơi. Đấy cũng khá là căng luôn này. Rồi bây giờ là phần giày dép nha. Giày dép thì tôi thấy là có giày cái uống áo này cũng như là giày cái chiếu mu nè anh em ơi. Ui dép tổ ong nữa này. Giày đồng, giày bạc, giày vàng luôn nè anh em ơi. Gớm ghê ông nội. Phần mắt kính với lại là mặt nạ nha. Ui mặt nạ bông thủ cuồng loạn nè anh em ơi. Tính ra mặt nạ này tôi thấy là cũng cực kỳ là VIP luôn này. Ok đây có cả là tiểu tiên luôn này, với lại là khăn bình mặt của theo cực 1-2 luôn nè anh em ơi. Rồi bây giờ là phần mặt nạ nữ nha. 1-2 này, 3-4-5 này, 6-7-8 này anh em ơi, 9 này, 10-11 này, 12-13-14 này, 15-16-17 này, 18-19-20, 21-22-23 này, 24-25-26 này, 27-28-29 này, 30. Tổng hết luôn là có 30 cái mặt nạ nữ bên trong này anh em ơi.
cái phun thì bộ đồ đua xe này, cũng như là bộ thỏ siêu công nghệ này, thỏ phi hành anh em mày, cũng như là thỏ tím 1937 này, bộ đồ thần quyền này, có bất cực này, và khủng long bò sữa này anh em mày, quý bà cổ chết này, và bộ đồ ác quỷ này, đấy, cuối cùng chính là bộ đồ khủng long xanh anh em à. Thì lúc nãy là tôi đã cho anh em xem xong là phần đồ dự trữ rồi, nói chung là không có gì ngoài năm bộ đồ tôi nói là cùi bắp này luôn ấy. Rồi bây giờ là phần súng nâng cấp nha, xem là có súng gì level 7 không nha anh em ơi. Ui màu 014 này, nhưng mà level 5 thôi anh em à. Đấy, nhưng mà 8 level 4 luôn này, cũng như là M40 level 5 này, ui Ska level 4 này anh em ơi. Và cuối cùng đó chính là một cây UMP phong cách level 3 này. Rồi nói chung là có súng nâng cấp là cũng ngon anh em ơi, tôi thấy là level 5 là cũng uy tín rồi đấy. Rồi bây giờ là cho thẳng luôn là phần kho vũ khí nha. Đầu tiên là M41 tôi thấy là có 8 skin này. Đây, kim sư điểu luôn này, gớm ghê không nội. AK47 tôi muốn luôn là cũng có 8 này anh em ơi. AK gồng lửa luôn này, ngon lành cành đào luôn này. M14 thì tôi muốn luôn là có 5 skin. Cũng như là Ska tôi muốn luôn là có 9 này anh em ơi. Ska thần tình yêu luôn này. Râu da tôi thấy là được 5 skin luôn này. Format thì tôi muốn luôn là có 6 anh em ơi. Format công nghệ này. M8 thì tôi muốn luôn là có 4 skin này. Và AN94 thì tôi thấy là được 9 skin anh em ơi. Đấy cũng khá là ngon này. Phalanma thì được 3 skin này. Cũng như là AOG tôi thấy là được 8 skin luôn này anh em ơi. Badafat thì được 3 skin. Cũng như là chim bói cá thì duy nhất 1 skin luôn này anh em à. À được thế nhỉ. Súng trường tầm xa nha anh em ơi. Thì ít kết đầu tiên tôi thấy là được 7 skin này. Cũng như là chim bói kiến thì tôi thấy luôn là được 4 skin này. Cuối cùng là được 2 skin AC80 anh em à. À, cực kỳ cháy luôn anh em mày. Súng máy thì tôi thấy là M249 đầu tiên là được 5 skin này. Cũng như là M10 tổng hết luôn là cũng có 5 skin luôn này anh em mày. Cuối cùng chính là một con súng là súng máy cốt này. Đấy. Rồi bây giờ là Tiểu Liên nha. Ok, UMP đầu tiên á, tôi thấy là được 10 skin này. UMP khủng long nhom nhom luôn anh em à. MB5 thì được 11 skin. Đây, MB5 hỏa pháp này anh em mày. VSS thì tôi thấy là được 6 skin này. Ui căng đét luôn ấy. M70 tôi thấy là được 9 skin này anh em ơi. Có cả là khẩu giáng sinh mà súng tủ tôi luôn này. Đấy, súng này phải nói là bắn cực kỳ ngon luôn ấy. B90 được 8 skin luôn này anh em ơi. Gớm ghê không nổi, không mưa tiền luôn này. Thompson thì tôi thấy là được 2 skin này. Cũng như là Victor thì được 4 skin anh em ơi. Và đang dùng là Victor băng hỏa này. Mắt 10 thì tôi thấy là cũng được 4 skin luôn này. Và cuối cùng chính là 2 skin Beyond anh em ơi, cảnh vệ ma thuật nữa này. Rồi bây giờ là phần súng ganh nha. Thì M1014 đầu tiên thấy là được 8 skin anh em ơi. Cũng như là Smart thì được 8 skin luôn này. M1857 tôi thấy là xương xương được 3 skin. Đây, đang dùng là khẩu thế giới ngầm này. Mắt 7 thì tôi thấy là được 6 skin luôn này anh em à. Rồi, súng sạc cuối cùng là duy nhất 1 skin anh em ơi. Ok, bây giờ là phần súng ngắm nha. AKM tôi thấy là được 3 skin này. Cũng như là K98 thì tổng hình luôn là có 5 skin này. Đang dùng là khẩu hàng băng anh em ơi. M80B duy nhất có 1 này. Cũng như là cuối cùng một khẩu skin súng ngắm điện anh em à. Ok, súng lục nha. Thì đây chính là dạng súng lục bên châu này. Ui, tính ra là súng nào cũng có skin anh em ơi. Gớm ghê ông nội. Rồi, bây giờ là phần cận chiến nha. Xem là có gì nha anh em ơi. Đầu tiên tôi thấy là có 13 cái chảo này. Chảo dưa hấu, chảo đô la, chảo vàng luôn này anh em ơi. 3 cái chảo mình tôi cực kỳ mê luôn ấy. Dao thì tổng hết luôn là có 19 anh em à. Được thứ nhì. Thêm hai cái đao có kiếm nữa này anh em ơi. Cực kỳ giống nhau luôn này. Gậy bóng chày tổng hết luôn là có 11 này. Và đang dùng là gậy giai điệu anh em ơi. Ok, kiếm katana tổng hết luôn là tôi thấy có 9 skin này. Ui, katana tuyết hồng luôn này. Cái này nói chung là cũng khá là xịn luôn anh em ơi. Lưỡi hái tổng hết luôn là có 5. Và đang dùng là lưỡi hái gia hội này. Cuối cùng chính là ba cái phi dao. Trong đó là có một cái dao bất ngờ cũng khá là xịn luôn anh em à. Nắm đấm thì tổng luôn là được 5 skin này. Ui, căng đét và khét lần lẹt luôn anh em à. Rồi, phần lưu đạn nha. Ui, 51 trái lẩu đạn vãi nồi con cá mồi luôn. Tính ra là đây chính là nhà buôn lẩu lưu đạn chất luôn rồi anh em ơi. Cái hạt này là công nhận nhiều lưu đạn cực kỳ luôn ấy. Ok, bom keo thì tổng hết luôn tôi thấy là có 29 anh em ơi. À, được thế nhì. Thì bây giờ tôi cho anh em xem là từng chiếc bông keo ở trong này nha. Và nếu như mà anh em trùng với lại là chiếc bông keo nào ở trong mới này của tôi á, thì nhớ là comment tên phía bên dưới nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha anh em ơi. Có một số chiếc bông keo mà mua bằng kim cương mà cũng có giá trị nè anh em à. Bông keo phi vụ chiêu đô luôn này. Được thế nhì. Rồi xong rồi anh em ơi. Bây giờ phần cuối cùng này chính là phần nỏ nha. Thiên linh linh địa linh linh có nỏ đi mà ga. Đó có luôn anh em ơi. Một cái nỏ này cũng như là ba skin mà bấy chính anh em ơi.
cuối cùng chính là một skin Galen cấm quân anh em à. Đấy, đây chính là cái hạng mà đầu tiên thấy là có nỏ với lại Galen cấm quân luôn anh em mì. Được có ló luôn ấy. Trời ơi, là trời, mày kêu cửa gì ông sùng vậy mày? Ủa sao anh em kêu lên khôi phục lại anh hai? What? Quấy nồi được không hả? Được mà, anh hai đang ở trong đại lộ danh vọng mà. Tính ra là mình đang ở trong đại lộ danh vọng anh em mi. Nhưng mà Ganna là chỉ báo kê hàng cho mình thôi. Mình xóa nhà mạng như thế, không biết là Ganna có khôi phục được không anh em à. Ok, thì nãy giờ mình cũng quên đó là liên hệ với lại bên Ganna ấy. Thì bây giờ là mình sẽ liên hệ với lại bên Ganna nha. Để xem là họ giúp được mình không nha anh em mi. Hy vọng là giúp được. Bây giờ mà kiểu khôi phục được ấy là đúng ngon luôn anh em à. Thì mình nghĩ là chắc được ấy. Bởi vì game này chính là game của họ mà anh em. 2 hours later. Ngon lành canh đào, lấy nè của anh em ơi. Trời ngữ là trời, hên là có bé Lâm nhắc tôi. Không thôi là tôi quên nhờ Ganna luôn ấy. Thì anh em thấy là góc dưới có chữ số tài khoản đúng không? Khi mà anh em bắn vô là coi như bay ạt luôn ấy. Anh em nhớ là đừng ấn nha. Trời ngữ là trời, vô đây mà ấn một cái là toan luôn ấy. Thì tôi có trong đại lộ anh vọng cho nên là tôi nhờ được Ganna khôi phục anh em ơi. Nếu như mà anh em không có là ở trong đại lộ anh vọng ấy thì coi như toan luôn ấy. Ok nha. Thì tâm sự với anh em xíu là tôi kiểu như là bị mất kênh Bé Lầy Sima đâu đó một tuần mới lấy lại được anh em mi. Và anh em xem video tôi mỗi ngày nhớ là lên kênh Bé Lâm Gaming nha. Tôi đăng vào 10:30 sáng mỗi ngày anh em à. Đấy, ok nha anh em mi. Khi nào mà tôi đăng lại kênh Bé Lầy Sima ấy, tôi sẽ thông báo lại cho anh em sau nha. Ok, còn bây giờ thì tới phần câu hỏi mỗi ngày nha. Anh em trả lời đúng này, cũng như là mình tặng kim cương cho những anh em nào mà trả lời đúng luôn nha. Giữa M7 và M1014 không có skin, khẩu nào bắn mạnh hơn? Đó anh em nhớ là trả lời đúng này cũng như là kèm theo game nha anh em mi. Và anh em nhớ là hôm nay lên shop cmbiz.com của mình cũng như là quay kim cương nha. Tôi vừa nhận một thông báo là hôm nay shop tôi tăng tỷ lệ. Thì đừng lên shop, tôi để phần comment nha anh em mi. Ok, còn bây giờ thì bye bye anh em.